Theo đó, 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao là Hồ Hoàn Kiếm, 2 điểm trước Bưu điện Hà Nội và trụ sở báo Hà Nội mới, Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng, Vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hồ Văn Quán, quận Hà Đông. Dự kiến mỗi điểm sẽ bắn 500 quả pháo trong 15 phút. Còn 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp đặt ở trung tâm các quận Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, các huyện Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây. Mỗi điểm này sẽ có 60 dàn pháo, đồng thời có biểu diễn ca nhạc phục vụ người dân vui đón đêm giao thừa.